dẫn này. Bật trước tiên mình cứ bấm giá cao bộ phim mình phải đặt cái đã. Rồi khách thì xong. Bật mạng đã. Bật mạng thì tầng 2. Đây diện Trần tầng 1 này. Tầng 2 hỏi thế nào? 266 mới có tầng 1 thôi ạ. Thầy nhìn vào em cái nào? Chỗ nào thế? À đây đây này. Trần Việt tầng 2 ấy. Cái gì? Tầng 2 diện Trần Việt này không đẹp. Mật khẩu, mật khẩu. Đây đây. Chị ơi, xin thầy cho em nghỉ buổi hôm nay nhé. Con em sốt quá. Xong rồi cô. Em ngáp xin thầy nghỉ nha. Đấy, lên nhóm phát là ai cũng biết luôn đây này. Rồi, bây giờ là hướng dẫn chị là cao cái bộ TV này đó. Tại vì mình cứ cơ thể suy nhược hay là bị giảm được dạ dày hay viêm dạ dày cái thứ ấy. Bây giờ thấy những người người ta nhiều bệnh người ta ốm yếu nhiều thứ ấy, giờ không biết chữa bằng cái gì. Bây giờ cứ dán bộ TV trải đọc vài hôm đánh xong vùng xong là làm một cái trải đọc để giải hết cái độc trong người đã. Còn là tính tiếp. Dạ. Cái bộ TV mình trải đọc đây là các huyệt này. Thì để tìm cái bộ huyệt này cứ lên trên mạng gõ là tiêu viêm giải độc, xem thêm chữ diện trần của Google, tiêu viêm giải độc diện trần là ra cái này luôn. Thì đây là trang web là diện trần tiêu viêm giải độc, tiêu viêm giải độc, tiêu viêm giải độc diện trần vào Google gõ là nó ra cái này luôn này, có vị trí này, có thứ tự này, cứ thế mà làm luôn, rất dễ cho những người mới. Tiêu viêm giải độc đầu tiên là huyệt 26 này, giữa hai đầu cung mày này chia đôi ra. Góc trên của đầu khung lông mày chia đôi ra thì đây là 26. Rồi tiếp theo này, huyệt số 3 này. Huyệt số 3 là chính giữa lòng tay xuống và góc cánh mũi sang. Tiếp theo là 61 này. Là đứng ngay góc cánh mũi. Cứ thế này mà làm thôi. Cánh mũi. Và rất dễ thôi. Đứng có vị trí hết rồi. Có cái hình này rất là dễ. Nhắc lại là lên trên mạng gõ từ là bộ tiêu viêm giải độc diện trần và Google gõ là ra luôn cái trang này. Vâng. Nghe trang được kia luôn. Đây là trang diện trần viện chính kia. Trang này mình cung cấp những cái tài liệu cho mọi người tự học được. Rồi, 3 này, 61 này, 61, 3 này, 26 này. Dạ, tiếp theo cứ lần lượt theo này thôi. Rồi, tiếp theo là 41, 50. 41 là cạnh ngoài của lòng đen và ngang với 19 ra này. Đấy, rồi, tiếp theo mình cắt cao giá này. Thì chú ý là cắt cao giá này chỉ dành cho những người khác bình thường hoặc huyết áp thấp thôi. Huyết áp cao thì không cần cao. Bình thường những người ốm yếu lâu ngày cơ thể suy nhược này thường huyết áp thấp. Hồi trước mình đã đo rồi mình biết rồi. Trước huyết áp chỉ bao nhiêu? Ok. Trước ngày thì thấp thì nhìn là biết thấp rồi. Giờ 50, 41 này 50. Tiếp theo 19. 19 này là điểm cao nhất của đại nhân trung. Đấy, điểm cao nhất của đại nhân trung. Rồi, tiếp theo này, bên này là 37 này. 37 này, cạnh chính giữa chân cánh mũi bên trái kéo ra và chính giữa lòng đen kéo xuống, huyệt số 3 xuống. Thì đây là 37. Tiếp theo này, thằng này là huyệt 38 này. 38 thì chính giữa nhân trung là huyệt 63. Từ chính giữa cái thằng nhân trung kéo ra và dạ, ngang chính giữa lòng đen xuống dưới 50 này. Thì đây chính là huyệt, đây chính là 38. Thì khi mà mình dán cho họ và mình bấm huyệt cho họ, mình đứng thẳng như này, vuông góc như này thì mình sẽ nhìn thấy thẳng. Đây là mình đứng bên cạnh cho mọi người có thể nhìn thấy. Thì yên tâm, lúc mình dán huyệt thì đòi hỏi nó chính xác hơn. Và lúc mình dán cao như thế này thì mỗi miếng cao này cắt là chiều rộng nó vuông 4mm x 4mm, cho nên là nó vuông mà. Cho nên mình dán nó kiểu gì cũng trúng, mọi người yên tâm. Sau mình quay, mình nhắm mắt vào, mình dán trúng. Rồi đây 38 này, tiếp theo 38 này này nhỉ? 38 chính là gì ạ? Chính là việc kháng sinh nội sinh. Kháng sinh nội sinh ấy, tức là kích thích cơ thể mình nó sinh ra cái kháng sinh nội sinh. Trong miền Nam gọi là trụ sinh, đây là trường sinh. Trường sinh bất lão. Trường sinh ấy, thời gian bắt đầu mình vào đấy á, mình ở đấy nghe mọi người nói là thuốc trường sinh, nghe lạ. Nghe thuốc trụ sinh, mãi sau mới biết nó hóa ra đấy là gì ạ? Miền Bắc mình gọi là kháng sinh. Đây là kháng sinh nội sinh, những việc 38 rất là quan trọng. Cứ cái bộ gì tiêu viêm hay tiêu viêm giải độc hay tiêu viêm khử khứ hay cái gì liên quan đến cái gì viêm là ấn huyệt đấy ạ. 38 rồi xong 38 này thế chưa nào. Bây giờ đến cái thằng
29 là khỏe gì thầy? Rồi 29 là thần thứ 38 tướng. 38 tướng. Dạ, rồi 29 xong. Rồi tiếp theo, cái này là xung quanh đây là dược non. À, 85 này. Tiếp theo thì 85. Xung quanh miệng là dược non ạ. Em thấy thầy em dạy hơn cả cứu cũng hơi xung quanh miệng. 85 này. Rồi chỗ này mình có thể bổ sung thêm đối diện sau đây này. Mình cho thêm một cái này. Cho thêm thằng 87, thằng 521 và thằng 443. Bây giờ trên này là có một cái hình này. Bây giờ mình cho thêm 127 này. Rồi, cho thêm thằng này này, 87 này. Và mình sẽ giảm tất cả các chất độc này. Các chất độc này ở đâu? Ở phổi này. Rồi ở dạ dày này, 61 này. Ở lá lách này, rồi cho cái thằng gan tham gia vào quá trình giải độc, rồi kích thích cho kháng sinh nội sinh nó sinh ra, xong giải độc và đem kháng sinh đến tất cả các cơ quan nội tạng là phổi, là gan, là lá lách, rồi là ruột non, ruột già, tống hết các chất độc này qua cái đường bài tiết, đường bài tiết là đường nước tiểu là thằng 87 và cho nó qua cái đường đại tiện là cái thằng 521. Và đại tiện nữa là cho nó qua đường đại tiện là thằng đường 143. Tấm hết tất cả cái chất độc này qua đường bài này, đại tiện bằng nước tiểu và thằng đại tiện đi nằm. Giải độc bằng bộ cơ quan này. Tức là bộ giải độc này là cho tất cả các cơ quan nội tạng tham gia vào cái quá trình giải độc đấy. Nhất là cái thằng gan 4150 này giải độc được tất cả những cái lá lách này, phổi này, thận này, rồi ruột non, ruột già. Sau đó đẩy hết chất độc này ra thành nước tiểu bằng quang ra thành đây là bộ tiêu hủy độc. Thì cái bộ này mình dùng cho những người mà bị ốm yếu suy nhược lâu ngày, những người dùng nhiều thuốc, những người quá nhiều bệnh, kể cả trong chúng ta những người bình thường này thỉnh thoảng cũng có thể xài cái bộ này. Okay, đấy tạm thời hôm nay đã dùng cái bộ này. Và như thế để lâu không thầy? Cái như thế mình có thể để xin quý chị ạ, để tám tiếng nhá, để luôn này. Để xong 8 tiếng liên tục luôn. 8 tiếng liên tục buổi tối mình có thể dán xong rồi mình sáng xong mình cái đem về. Sáng xong mình quay tím đi lên nhóm này. Sáng xong mình bóc ra còn ban ngày nếu không có thời gian thì mình để vài tiếng. Tí nữa đưa lên nhóm xong về nhà xem lại video xong. Xem lại video không? Ok. Cái này thì để thời gian mình nhiều hắc lên live.